Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, tử vi năm 2020 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ có một sự nghiệp ổn định vào năm nay. Vì vậy, không nên thay đổi công việc trong nửa năm đầu tiên. Hơn thế nữa, cần phải chú ý nhiều đến tài chính của mình. Trong cả năm, bạn nên tiết kiệm một số tiền để giải quyết các trường hợp khẩn cấp hoặc chi phí không lường trước được. Đối với những người có doanh nghiệp, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp, không bao giờ bỏ bê các thành viên trong gia đình về công việc, có thể có vấn đề về tài chính cho những đối tác kinh doanh. Đối với những người độc thân thì họ sẽ có khả năng cao để gặp được tình yêu đích thực của mình. Tuy nhiên, bạn nên làm chậm tốc độ và thiết lập mối quan hệ yêu đương ổn định, giữ bình tĩnh và duy trì mối quan hệ đối với các đối tác của họ một cách cẩn thận. Đối với mối quan hệ giữa các cá nhân, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nên giữ thái độ khiêm tốn mọi lúc. Chúng ta nên kiên nhẫn và tử tế, giữ mối quan hệ hài hòa với các đơn vị và các nhà lãnh đạo. Tuổi Ngọ sinh năm 1978 nạp âm ngũ hành là thiên thượng hỏa, đa phần là người có ý chí cao, dung mạo đoan trang, tuổi trẻ, nhiều tai nạn. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, hỏa thổ tương sinh. Trong năm nay, mệnh chủ cần phải chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới mắt cũng như là các bệnh liên quan tới đường tiêu hóa. Mệnh chủ cần quan tâm tới việc ăn uống của mình nhiều hơn. Những bạn làm kinh doanh gặp thực thần lưu niên, con đường kiếm tiền rất là khá, lại có nhiều cơ hội. Viên chức nên thận trọng và khiêm tốn để không vô tình xúc phạm lãnh đạo, khách hàng và đồng nghiệp xung quanh mà không biết để ảnh hưởng đến triển vọng nghề nghiệp của họ. Hãy treo trong phòng khách pháp khí phong thủy, thất tinh bát quái trận đồ để kích hoạt cung tài vận và quan vận, tránh được mọi thị phi do bên ngoài mang tới. Tổng quan về vận hạn của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 vào năm Canh Tý 2020. Sao chiếu mệnh và vận hạn của tuổi Ngọ sinh năm 1978 nam mạng. Tuổi Mậu Ngọ trong năm 2020 là 43 tuổi, bị sao Kế Đô chiếu mệnh, hạn địa võng và vận niên dương hồi ngàn. Sao Kế Đô là sao tam cửu khắc bi ai, nên cả nam và nữ nếu bị sao này chiếu mệnh thì đều coi là xấu. Tuy nhiên, nữ giới cần phải kiêng kỵ nhiều hơn nam, đề phòng vào tháng 3 và tháng 9. Có câu nam la hầu, nữ kế đô là muốn nói đến sao khắc kỵ của nam và nữ. Nam giới nếu gặp sao này thì cứ sinh hoạt bình thường, nếu có điều bất trắc xảy ra thì cũng không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên thì đàn bà khi gặp sao này chiếu mạng mà có thai thì lại hên may lạ thường. Cái hên nó còn ảnh hưởng đến cả người chồng nữa, khi sinh sản cũng được yên lành. Nếu không có thai nghén thì người đàn bà sẽ bị lao đao lận đận, làm ăn gặp nhiều trở ngại. Hạn địa võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu. Vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu. Sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của tuổi Mậu Ngọ 1978 nữ mạng. Nữ mạng năm nay 2020 là 43 tuổi, bị sao Thái Dương chiếu mạng, hạn địa võng và vận niên dương hồi ngàn. Sao Thái Dương đem lại tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng, nhiều tin vui. Nếu đi làm ăn xa thì sẽ phát tài phát lộc lên cao, vạn sự hòa hợp, tài lộc cho nam. Còn nữ thì hay bị ốm đau, thường gặp tai ách, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Hạn địa võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu. Vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, dần, ngọ, tuất, hóa, hỏa vào các tháng dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, dậu, tức là các tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 và tháng tư nhuận, tháng 8 âm lịch. Nếu mệnh chủ tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần chú ý những tháng trên. Nếu tiến hành vào những tháng này thì sẽ rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải lưu ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Tuất sẽ chọn ngày hoặc giờ là dần. Và ngược lại, nếu mệnh chủ có tiến hành kết hợp làm ăn với những tuổi dần thì sẽ chọn ngày giờ là Tuất. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, mậu hợp quý hóa hỏa thủy vào những tháng dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, dậu, thân, tuất
Hợi, Tý, Sửu, tức là các tháng 1, 2, 3, tháng 4 và tháng 4 nhuận, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 âm lịch trong năm 2020. Vậy nên, nếu mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là quý, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi quý như là Quý Dậu sinh năm 1993, Quý Hợi 1983, Quý Sửu 1973, Quý Mão 1963 và tuổi Quý Tỵ sinh năm 2003. Tuổi Thiên Lộc. Thiên Lộc thì mang lại tài lộc may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Kỷ Tỵ 1989, Ất Tỵ 1965, Đinh Tỵ 1977, Tân Tỵ 2001, Quý Tỵ 1953. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh chồng con. Dương Quý Nhân của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ là Sửu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Quý Sửu 1973, Kỷ Sửu 1949, Ất Sửu 1985, Đinh Sửu 1997, Tân Sửu 1961. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của tuổi Mậu Ngọ 1978 là Mùi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Quý Mùi 1943, Kỷ Mùi 1979, Ất Mùi 1955, Đinh Mùi 1967, Tân Mùi 1991. Do Tý Ngọ là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh sẽ cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Tý. Nếu tiến hành thì cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra, Ngọ Mùi thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa những mệnh chủ tuổi Mùi trong trường hợp này sẽ rất là cát lợi. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã thì liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ là Thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Nhâm Thân 1992, Giáp Thân 2004, Bính Thân 1956, Canh Thân 1980, Mậu Thân 1968. Vị trí cung tài lộc và cung quý nhân trong trạch đất: Tỵ tại phương vị Đông Nam 157,5 độ, Sửu tại phương vị Đông Bắc 37,5 độ, Mùi tại phương vị Tây Nam 217,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý, luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bày trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng, khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm phải kim lâu, hoàng ốc, tam tai và có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Xét đến kim lâu thì năm 2020 Canh Tý gia chủ 43 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ Mậu Ngọ 1978 sẽ là 43 tuổi nên không phạm phải hoàng ốc. Còn xét đến tam tai, tuổi Mậu Ngọ sẽ cần tránh các năm tam tai Thân, Dậu, Tuất. Vì vậy, theo cách tính năm tam tai thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Vậy nên, nếu muốn xây dựng mới thì gia chủ Mậu Ngọ 1978 nam mệnh năm nay có thể đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Đối với nam mạng Mậu Ngọ 1978 sẽ thuộc cung Tốn Mộc, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh. Vì vậy, hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Đông Tứ Trạch là Đông Nam Phục Vị, Nam Thiên Y, Đông Diên Niên, Bắc Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch, đó là Tây Bắc Họa Hại, Đông Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Lục Sát, Tây Nam Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Mậu Ngọ 1978 sẽ là cung Khôn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt, đó là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí.
Ngoài ra, sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu, đó là Đông họa hại, Bắc tuyệt mệnh, Nam lục sát, Đông Nam ngũ quỷ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu có tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tượng quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng, có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong những căn nhà không hợp hướng phạm phải lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy tương quái lạc hàm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà thì gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng Đông Nam tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hành thông thuận lợi. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí thì rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lam thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hướng diên niên là sao vũ khúc thuộc kim, hướng Tây Bắc tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hướng thiên y thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng Đông Bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn, đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường sẽ cần phải đặt để vào các vị trí kín, ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường đặt là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Kích hoạt tài lộc năm 2020. Năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần chú ý, do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này sẽ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy, người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng sẽ cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết trên kênh. Thường thì việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình, nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí sẽ cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà.
tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xa xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn, sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra, tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian trong xanh. Cây ngọc ngân. Trong phong thủy, cây ngọc ngân cũng có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, là loại cây mang đến may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng, xen lẫn nhau hài hòa tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngọc ngân có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành, tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây kim ngân theo quan niệm của người Đông Phương là loài cây thu hút tiền tài, bởi vì kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loài cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng, thích hợp trồng trong đất, cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy, mang đến sự may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Là cây hình trái tim có đường vân màu trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Cuối cùng là việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an, may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm, tháng, ngày, giờ, sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình. Để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn, quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của quý anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị luôn gặp được nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.